Xin chào, bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào? Bạn chỉ có 30 giây thôi, chúng ta hãy tạm nghỉ một chút thôi. Điều này có thể hữu ích đấy. Bây giờ bạn hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và lắng nghe hơi thở khi bạn hít vào và thở ra. Hãy để ý xem bạn cảm thấy thế nào. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy mở mắt ra lại. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để giải quyết các tình huống căng thẳng một cách bình tĩnh và có kiểm soát.